lập tức nâng trình bằng setting 3 ngón tay dành cho người mới chơi. Setting 2 ngón là một setting dễ chơi cho người mới nhưng lại kém linh hoạt trong xử lý các tình huống. Nên hôm nay, tôi quyết định giới thiệu cho anh em setting 3 ngón nâng cao giúp anh em chơi hay hơn. Với cách setting này, chúng ta sẽ chuyển toàn bộ các nút như nhảy và ngồi sang khu vực bên trái của màn hình và cho to lên một chút. Tại vì sao thì tí tôi sẽ giải thích sau. Các nút khác chúng ta vẫn để nguyên như setting 2 ngón. Cách bắn với setting 3 ngón là việc chúng ta sử dụng cùng lúc 2 ngón ở phía tay trái và 1 ngón ở phía tay phải. Ngón cái của tay trái sẽ sử dụng để di chuyển và hồi máu ba lô. Ngón trỏ của tay trái sẽ sử dụng để nhảy, ngồi và chạy nhanh. Từ đó, ngón cái của tay phải sẽ có nhiều không gian hơn để anh em điều chỉnh góc bắn và đổi hướng. Cách điều khiển này sẽ giúp anh em linh hoạt trong việc ngắm bắn khi không phải mất thời gian chuyển ngón tay cái sang các nút khác nữa. Đây là một setting cần phải tập luyện để anh em quen dần với cách bắn và anh em phải cố gắng chăm chỉ nha. Chúc anh em thành công. Đăng ký ngay kênh Garena Free Fire Việt Nam để có nhiều hơn những bí kíp chơi Free Fire cực đỉnh nha anh em.